Nam cần phải có sự điều chỉnh. Một tình huống nóng lên không cần thiết của trận đấu. Người đang nằm sân là Đoàn Văn Hậu. Trọng tài Ida Junpei của Nhật Bản đang rất bình tĩnh để quan sát và phân tích tình huống trước khi đưa ra quyết định. Đầu tiên là cú đẩy người của Supachok. Tiến Dũng đáp trả. Nhưng một cú vả của tiền vệ Thitipan. Cú ra đòn có thể nói là rất kín của Thitipan.